Chiều qua tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc thành phố Bắc Ninh, Tổng văn phòng Đại lý Bảo hiểm Nhân thọ AIA Bắc Ninh tổ chức chương trình tọa đàm và chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng trên địa bàn hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Gần 500 quý khách hàng và các tư vấn viên công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, văn phòng tổng đại lý AIA Bắc Ninh, Bắc Giang tổ chức chương trình tọa đàm khách hàng cùng ban giám đốc AIA Việt Nam với mong muốn gửi lời tri ân đến quý khách hàng và cung cấp thêm những thông tin chính xác đúng đắn để giúp khách hàng hiểu rõ ràng hơn về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và an tâm hơn trong quá trình tham gia nhằm mang đến những trải nghiệm khách hàng tốt nhất. Cũng tại chương trình, AIA đã thực hiện nghĩa vụ chi trả cho 4 gia đình khách hàng với những quyền lợi khác nhau, tổng số tiền chi trả lên đến 3,3 tỷ đồng. Bằng sứ mệnh của mình, chuyển dịch từ nhà chi trả sang trở thành người bạn đồng hành, AIA mong muốn đồng hành và giúp đỡ người dân có một cuộc sống khỏe hơn, lâu hơn và hạnh phúc hơn. 23 năm hoạt động tại Việt Nam, AIA Việt Nam đang phục vụ và đảm bảo an toàn tài chính cho hơn 1,6 triệu khách hàng tham gia bảo hiểm. Riêng tại Bắc Ninh, AIA Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hàng nghìn trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm.